Trong thời gian vừa qua cũng rất nhiều bạn hỏi là anh làm video hướng dẫn cách chọn chó để huấn luyện, thì qua cái kinh nghiệm của tôi về huấn luyện thì tôi thường chọn những con chó như sau. Đối với chó trưởng thành và chó nhỏ thì đầu tiên ta nhìn hình dáng bên ngoài. Hình dáng bên ngoài thì chó hoạt bát nhanh nhẹn, khi ta tiếp xúc hoạt bát nhanh nhẹn, nhất là mắt, mắt phải linh hoạt, khi gọi tức là đảo đảo rất nhanh, có phản xạ rất nhanh, mà mắt trong không có biểu hiện gì nhè, và mũi thì hơi ẩm. Còn kiểm tra lông da thì nhìn lông da và vạch da thì lông da mượt bóng, không có lấm ghẻ, da nhẵn trắng không có lấm ghẻ, không có ve bọ, rồi các kẽ móng chân không bị nấm. Và lưu ý là bụng thì không quá to. Có những trường hợp qua nhiều năm tôi đã quan sát thì có những trường hợp là chó bụng to về, thường gọi là báng bụng đấy, nó không chết ngay đâu, nhưng mà nó ăn uống rồi nó cứ sẽ ốm dần và nó sẽ chết, nó viêm gan, dạng viêm gan. Cái tiếp theo là về kiểm tra khu vực hậu môn là nó không ướt, nó khô ráo sạch sẽ, tức là nếu mà bị đi ngoài là nó sẽ dính kiểu gì, nó sẽ dính là vào vào hậu môn của nó, thì nó sẽ biểu hiện được các cái bệnh như là bao vô ấy, biểu hiện các bạn lưu ý cho. Cái tiếp theo là phản ứng nhanh nhẹn này. Chó nhanh nhẹn hoạt bát, chạy nhảy hoạt bát, mà có khi có sủa người lạ, kể cả chó to chó nhỏ, khi bé nó đã sủa người lạ. Cái tiếp theo là về cách test, thì ta có thể dùng một đồ vật hoặc một thứ gì ta tung lên là chó thấy thích, là gọi là ham đồ đấy, tức là cái phản ứng định hướng của nó là tốt, khi ta tung ra là nó ham, có thể cắp và nghịch. Cái tiếp theo là có đồ ăn này, dừa thì nó chạy ra rất là nhanh trong cái việc bị, và nó hoạt bát nhanh nhẹn, mắt đảo liên tục chạy tung tăng đấy, đối cho con thì cả cháu to nhanh nhẹn, nhìn nó nhanh nhẹn thì ta bắt thì những con này huấn luyện thì nó cũng sẽ nhanh. Còn tôi cũng nói là kể cả những cái con mà các bạn bắt rồi nhé, nó không có những cái phản ứng này nhé, vẫn huấn luyện được nhé, nhưng mà khi người huấn luyện này thì phải biết để kích thích những cái phản xạ của nó lên. Ví dụ như có những con nó không ham đồ, có thể đồ này nó không ham nhưng mà sẽ dùng các cái phương pháp kích thích thì nó lại ham những cái đồ khác. Đấy là những bạn bắt những cái con đấy rồi, hoặc là có con nhìn nó không nhanh nhẹn, không hoạt bát, mà khi về thì ta sẽ có những cách huấn luyện khác để kích thích đấy, nếu mà bắt rồi, chứ không phải là những cái con này không huấn luyện được, vẫn huấn luyện được nha các bạn nha. Những cái con mà nó có cái phản xạ chậm chạp hoặc không như vừa rồi tôi nói đấy là vẫn huấn luyện được, có thể dùng phương pháp cơ học hoặc dùng các cái phương pháp khác để làm sao kích thích nó lên, nó vẫn huấn luyện được chứ không phải không. Nhưng là đây là tôi giới thiệu sơ qua về riêng cá nhân tôi về cách chọn chó. Còn khi các bạn mà mang đến kể cả những con chó nó không có những cái phản xạ đó không mạnh, vẫn có thể huấn luyện được chứ không không phải không huấn luyện được. Đấy, tức là không phải các bạn cứ nghĩ là những con chó như kia là không không mua. Đấy, vẫn có thể mua được, không sao cả. Đấy, thì nó sẽ kích thích thì nó sẽ mất thời gian hơn. Đấy, tức là phải tìm hiểu nguyên nhân rồi các thứ khi huấn luyện. Hôm nay tôi cũng chia sẻ các bạn cũng nắm bắt sơ qua về cái cách chọn chó đấy, đấy là những phương pháp đơn giản. Còn tất nhiên kiểm tra kỹ thì nó có nhiều cách nữa, nhưng mà sơ bộ ta kiểm tra như thế là nó cũng sẽ là tương đối. Tôi xin hết.